Bây giờ anh làm theo cái hướng dẫn của em để lấy lại cái mật khẩu mã mật khẩu cho em nha. Anh bấm vô trong Chrome nè, anh bấm vô đi trên tên thanh tìm kiếm là facebook.com. Bấm vô đăng nhập cái tài khoản khác, rồi nhập cái nick vô, rồi bấm mật khẩu đăng nhập của anh vô. Bấm OK. Vẫn nó hiện lên, nó mình vẫn chọn là Chrome, vẫn chọn là Google Chrome. Xong vô cái trình, vô địa chỉ trình duyệt web mình bấm lại, địa chỉ là https://www.facebook.com/cover. OK. Đây, nó hiện lên cái bảng này đây. Đó, nó hiện lên bảng đó, anh bấm vô cái chỗ tiếp tục. Đó, nó hiện lên một bảng tiếp theo. Anh tích vô cái là tôi đã nói chuyện với cô Bin và điện thoại. Rồi anh bấm tiếp tục. Đó, nó hiện lên một cái bảng này. Anh bấm là có, tôi đã nói chuyện với cô Bin và điện thoại. Rồi anh bấm xong, chữ xong ở dưới đây. Thì vậy là xong rồi đó.